Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 6 tháng 10 năm 2022, nhu cầu yếu ở hầu hết các khu vực. Giá phân bón vẫn giữ ở mức cao. Để ứng phó với việc biến động tăng giá vật tư đầu vào, đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị và xây dựng 15 mô hình về tiết giảm chi phí đầu vào, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm đi và hiệu quả hơn. Cùng với đó là thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón hữu cơ. Như trong năm 2021, số lượng phân bón hữu cơ dùng trong nông hộ đã lên tới gần 20 triệu tấn. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 800-840, Phú Mỹ 708-830, Bình Điền là 800-840, ure Hà Bắc 780-830.000, Ninh Bình 780-840, Trung Quốc 780-850.000, ure Indo hạt đục 800-850.000 đồng, ure Malaysia hạt đục 800-850.000 đồng, ure Brunei hạt đục 800-850.000 đồng. Phân DAP, Hồng Hà 1.420.000 cho đến 1.470.000 đồng, Đình Vũ 1.150.000 đến 1.240.000 đồng, Đức Giang 1.100.000 đến 1.180.000, Philippines 1.250.000 đến 1.340.000 đồng, Hàn Quốc 1.450.000 đến 1.520.000 đồng, DAP Nga đen 64%, 1.450.000 đến 1.540.000 đồng. Phân Kali miễn, Cà Mau 980 cho tới 1.050.000, Phú Mỹ 980 cho tới 1.040.000, Ba Con Cò 990 cho tới 1.050.000, Canada 990 đến 1.080.000 đồng. Phân NPK 16-16-8, Bình Điền 790 đến 840, Cà Mau 800 đến 860, Phú Mỹ 790 đến 850, Ba Con Cò 900 đến 950, Việt Nhật 803 đến 890, Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S là 800 đến 850, 16-16-8TE Việt Nhật là 902 đến 970. Phân NPK 20-20-15, Ba Con Cò 1.195.000 cho tới 1.240.000 đồng, Bình Điền 1.000.000 đồng cho tới 1.050.000 đồng, Sông Danh 1.050.000 cho tới 1.100.000. Phân NPK 20-20-15TE Bình Điền 1.050.000 cho tới 1.100.000. Phân lân Súp Tây Lân Long Thành 220 cho tới 280.000, Lân Văn Điển là 250 cho tới 290.000. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 800 đến 850.000, Phú Mỹ 820 đến 860, Bình Điền 830 đến 860, ure Hà Bắc 780 đến 820, Ninh Bình 810 đến 860, Trung Quốc 820 đến 860. Phân DAP Hồng Hà 1.350.000 đến 1.450.000, Đình Vũ 1.100.000 đến 1.200.000, Đức Giang là 1.100.000 đến 1.180.000 đồng. Phân NPK 20-20-15TE Bình Điền 975.000 cho tới 1.050.000 đồng, 20-20-15 Bình Điền 904 cho tới 1.000.000 đồng, 20-20-15 Ba Con Cò 1.050.000 cho tới 1.150.000 đồng, 20-12-7 cộng TE Bình Điền 950 cho đến 980.000 đồng, 18-86 Việt Nhật là 870 cho đến 900.000, 18-86 TE Việt Nhật là 803 cho đến 880.000, 16-8-14-12S Việt Nhật 850 cho tới 900.000, 14-14-14 Philip 1.010.000 cho tới 1.050.000 đồng, 15-5-10-14S Lào Cai 506 cho tới 610.000 đồng, 16-88 Phú Mỹ là 801 đến 850, 16-16-8 cộng 13S cộng TE Phú Mỹ là 850 cho đến 890.000 đồng, 20-55 Bình Điền 700 đến 740, 17-19-9 cộng TE Phú Mỹ là 809 đến 940, 18-4-22 TE Bình Điền 907 cho tới 1.010.000 đồng, 17-7-18 TE Cà Mau là 804 đến 808, 17-7-17 TE Cà Mau 850 đến 808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803 đến 807,
Phân Lân Văn Điển 204-209, Lân Lâm Thao 204-207, Lân Đen 201-206, NBK 16-168 Cà Mau và Phú Mỹ là 804-809, Việt Nhật là 800-806, Philip Korea 850-900, 16-168 TE Philip Korea 806-900. Phân Cali Cà Mau 908-1.050, Phú Mỹ 908-1.040, Cali Bột Phú Mỹ 907-1.030. Phân SA, SA Nhật 450-500.000, SA Trung Quốc 550-509, SA Đài Loan 502-507. Ở khu vực miền Trung, phân Ure Cà Mau 800-850.000, Phú Mỹ 820-860, Bình Điền 830-860, Ure Hà Bắc 780-820, Ninh Bình 810-860, Trung Quốc 820-860. NBK 20-20-15 song danh 1.035.000 cho tới 1.090.000, đầu trâu 1.070.000 cho tới 1.150.000, bông lúa 904-908, ba con cò 1.110.000 cho tới 1.150.000 đồng. NBK 16-168 Cà Mau 807-901, Phú Mỹ 806-900, Lào Cai 804-809, đầu trâu 807-900, Lâm Thao và Việt Nhật là 850-900. NBK khác 16-88 Phú Mỹ 804-809, 15-50-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7 cộng TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 802-850, 20-66 Ninh Bình 709-804, 13-13-13 Lâm Thao 850-880, 16-8-16 Phú Mỹ 809-904, 16-88 Lâm Thao 800-850, Phân Cali Cà Mau 950 cho tới 1 triệu đồng, Phú Mỹ 980 cho tới 1.030.000 đồng. Cali Bột Hà Anh và Phú Mỹ, Cali Bột Hà Anh nha bà con là 901-906, Cali Hạt Rồng Đỏ là 901-950, Phân Lân Lâm Thao 250-290, Lào Cai 204 cho tới 280, Văn Điển là 250-290. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 800-850, Phú Mỹ 820-860, Bình Điền 830-860, Ure Hà Bắc 708-802, Ninh Bình là 801-806, Trung Quốc là 802-806, phân DAB, DAB Đình Vũ là 909-1.050.000, Hàn Quốc là 1.350-1.450.000 đồng và Hồng Hà là 1.450.000 cho đến 1.470.000 đồng. NBK 13-13-13 TE Bình Điền 809-930.000 đồng, 16-16-8 Việt Nhật 850-900.000, 16-16-8 TE Việt Nhật 808-902, 16-16-8 ba con cò 809-920.000, 16-16-8 Phú Mỹ 807-902, 16-16-16 ba con cò 809-902, Lộc Điển 850-900.000, Lân Lâm Thao 207-301, Lân Lộc Điền 209-304, Văn Điển 250-208, Phân Cali Cà Mau 908-1.050.000, Phú Mỹ 908-1.040.000, ba con cò 909-1.050.000, Cali Bột Canada 808-902, Cali Bột Hà Anh 808-900.000, Cali Bột Phú Mỹ là 900-950.000. Giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và áp dụng mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Kính chúc bà con sẽ có thật nhiều sức khỏe và may mắn. Xin kính chào.